thế nào mà nó lanh chuyển về đấy là kinh nghiệm khó nhận đấy. Cái này cũng không cần nhớ, các bạn biết là có một khối u ở biểu mô năng lâu là như này, có nghĩa là nó có nguồn gốc từ từ tế bào hạt tổ này và chuẩn bị này, đây là nguồn gốc từ mồ hôi này, giờ nguồn gốc là các cái năng lông đúng không? Đấy. Và trong đấy cái milia cũng là liên quan đến cái năng lông nhá, nó là không phải là từ mồ hôi nhưng người tưởng từ mồ hôi nhưng thực ra là nó là các tế bào ở chuyển của năng lông ấy, nó tăng sinh, nó không tạo thành cái u hẳn mà nó lại nhiều tế bào tập trung lại, nó bít tắc cả cái lỗ của lỗ bay tiết của năng lông, thì nó sinh ra cả cái sẩn như này, thì cái bay tiết, cái chất bay tiết này có thể là chất bã hoặc là mồ hôi cái ở từ người lên. Tuy nhiên khi mình bị tắc rồi thì tạo thành cả cái sẩn da này mình hay gặp đúng không, mình hay gặp cái này thì hay gặp rồi, cái điều trị thì không khác gì cái điều trị lúc nãy, chỉ có chích nặng ra thôi, không có cái gì khác cả đúng không. Đấy, ngoài ra các bạn có thể bao mong đêm mà mình băng các cái chất lột để cho các cái lỗ của năng lông nó không bị bít nữa thì nó cũng có thể thoát ra ngoài. Đấy, nó bong đi, ví dụ như là dùng tylenol này ha. Đấy, xong thì cũng mồ hôi rồi đúng không, để chuyển bã lại nhiều chuyển quá. Đấy, thì chuyển bã này có một cái quá sản chuyển bã, thì là u chuyển bã các bạn cần phân biệt với nhau, vì các bạn hay gặp cái đa u chuyển bã các bạn phải phân biệt được với quá sản chuyển bã, vì quá sản chuyển bã là u thực sự, vì nó xếp chồng lên nhau của cái tế bào chuyển bã, nó cứ xếp chồng của cái chuyển bã lên nhau tạo thành u, tạo thành thùy. Trong khi đó là đa u chuyển bã thì là cả cái tế bào chuyển bã nó bít tất cả các lỗ tiết ra của chuyển bã, nên là đó thực ra nó là dạng kém, dạng nát, là cái trong cái khối u đấy thực ra là dạng u, vì trong đấy chỉ chứa chất bã đấy, hoặc là chứa chất sâu chứ không phải là tế bào, hiểu không? Đấy, đây quả thật mà là tăng sinh chuyển bã lây tính đấy, thường gặp ở tuổi trung niên là chỉ liên quan đến giảm nồng độ của hormone giới tính nam và liên quan đến ánh sáng mặt trời, tổn thương là dạng sẩn màu da hoặc màu vàng. Đấy, lòng giữa sơ mềm, kích thước thì nhỏ, thường là cả cái sẩn nhỏ thôi. Đấy, có thể là riêng rẽ hoặc tập trung này. Đấy, đây cho các bạn xem hình luôn. Đây là những tổn thương quá sẩn của bạn, các bạn thấy không? Chúng ta có đâu đây những cái sẩn gơ đây này, ở giữa đôi khi lõm hoặc là băng phải nhá, băng phải. Đấy, và mật độ nó là chắc. Đấy, bên trong mình sẽ không nhìn thấy cái gì cả, nhìn không thấy màu khác. Màu sắc của nó thì hầu như là màu giống như màu da hoặc màu vàng một tí, nhưng không phải là vàng hẳn nhé. Vì nếu mà đã u tuyệt bã là nó có chất tiền trong đấy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ màu vàng hoặc màu trắng. Nhưng cái này không có chi tiết, nó chỉ là tập trung ở cái tế bào thôi. Đây, các bạn sẽ rất hay gặp những cái tổn thương như này. Đấy, nó có thể đứt lập hoặc tập trung thành đám như này. Đây, ví dụ như bệnh nhân này thì rất nhiều quả sản tuyệt bã cả toàn mặt như này. Các bạn nào bây giờ gặp những bệnh nhân như này thì không chẩn đoán được là cái gì luôn. Đấy, cái này thì điều trị nó cũng chỉ gọi là laser bề mặt thôi, và nó sẽ bị tái phát vì tổn thương nó sâu mà mình chỉ làm thẳng ở bề mặt thôi chứ không phải cái gì cả. Nó cũng giống như u ổng tuyến mồ hôi thôi, các bạn hình như đây chưa, nó là giống u ổng tuyến ICU, giống u ổng tuyến mồ hôi thôi. Còn đau u tuyến bã, đây là đau u tuyến bã đây, các bạn thấy không, các bạn đi laser hoặc là phẫu thuật các bạn sẽ gặp rất nhiều bệnh nhân bị chích cái là phôi ra chất mỡ trắng cả. Nó thực ra là nó là một chất dầu hay là chất bã. Đấy thì là thực ra nó không phải là ấy đâu, nó không phải là u gốc, thực ra nó không phải là u thật sự, mà nó là bít tắc của các cái, nó thực ra nó vẫn có tán sản tế bào nhé, nó phải có tán sản tế bào nó mới bít được cái lỗ. Cái thứ hai là nó bít thì các cái tế bào để nó lót ở cái thanh của cái náng này nó mới tăng sinh thì nó mới tiết ra được cái chất này, chứ nó mà không tạo thành, nhưng mà nó vẫn là cái dạng nang, nó giống như cái này của tuyến mồ hôi ấy. Đây đúng không, các bạn thấy u ổ tuyến mồ hôi thì giống với quả sản nguyên bã, có được có hình dung không, nhưng nó bản chất của là hai tế bào khác nhau thôi, nhưng mà nó giống nhau. Và còn cái u nang tuyến mồ hôi này thì giống với là đau tuyến bã, nó là do bản chất là giảm u, nó là chất tiết ở phía trong. Thì cái vì thế nên cái xử lý cái này cũng thế thôi,
mình cũng chủ chức năng mình trả ra cái gì cả. Cái nào đơn độc thì mình bóc tách nó ra, mình còn lấy được cọ. Thì còn bị nhiều như này, các bạn có những bệnh nhân mà bị hết toàn bộ những cái này hay gặp ở vùng thân cổ thân mình này, nách bẹn bụng đùi sinh dục là nhiều đấy, nhưng ít là vùng không mặt từ cổ trở xuống thì gặp nhiều. Còn cái đá u tuyến bã này hay gặp ở phía trên nhiều, hay gặp ở đấy vùng ngực vùng lưng mà hay gặp vùng mặt là nhiều. Thì cái này thì lại gặp ở vùng thân mình nhiều đấy. Đấy, nhưng mà cái này nó nhìn nó dễ là sao, vì các bạn nhìn thấy bên dưới này thế nào, có màu vàng hoặc màu trắng nhơ nhơ nó nằm ở dưới da, mình chích ra thử ra. Nếu các bạn chích mà không có gì phôi ra thì không phải đâu, hình dung ra chưa, dễ nhá. Đấy, con cái u nang tuyến mồ hôi thì nó cũng thế, nó là cũng là của tiền chất tiền của chất mồ hôi thôi. Các bạn đã hình dung ra chưa, nó rất nhiều u nhưng mà các bạn hiểu được bản chất thì các bạn sẽ phân biệt được. Đấy. Còn cái việc dùng sách nó bảo là dùng retinoid để bổ thì tôi không thể tác dụng nó như nào, nhưng chưa thử thì bệnh nhân thì không biết là cái cơ chế nó như nào, có thể là giảm tiết nhưng mà ra sao dùng retinoid là giảm tiết chất bã nó có làm được gì nhỉ, bình thường hóa cái quá trình tiết chất bã của cả cái tế bào thanh nang hay không thì chưa biết, tôi chưa thử, chủ yếu là chức năng thôi. Đấy. Là mình đã đi hết là một là các cái thượng vị, hai là các tế bào thành phần tế bào trung vị, sau đấy thứ ba là các cái trung mô, các tế bào trung mô mạch máu này, thần kinh này, hay là các cái mối liên kết, các cái sợi mối liên kết như elastin collagen từ các tế bào trung mô. Thì có thứ nhất là các cái khối u như u sơ sơ ra đây, các bạn thấy là khối u chắc tròn cứng. Đấy, cái khối u chắc tròn cứng màu hồng hoặc là bên màu da, có thể màu tím thẫm khi mà nó nhiều mảnh máu hoặc là bị chấn thương nha, nhưng đa số là màu da hoặc là màu tím thẫm này chủ yếu. Và chắc tròn này gơ lên bên mặt da có thể có cuồng hoặc không có cuồng đấy là những mà cả bàn sơ nó phải chắc, mật độ nó phải chắc, cái sao nó có thể bao cung mô các cái sợi sơ nó chính đấy. À, nhìn nếu mà sơ qua các bạn cứ ví dụ là giống rất giống với xeo lô, phải chắc như thế. Hình như vậy chưa? Đấy, và thường thì có thể là cả cái tổn thương đơn độc là bao nhiêu? Thì là đơn độc là màu sắc da, màu sắc này. Đây ví dụ như cái này, sáng vàng, cam, hồng, đỏ, tím, xanh. Tớ thiếu ăn bao nhiêu nữa đâu? Xanh thì tớ láo. Thực tế tôi gặp chỉ hay gặp màu này thôi nha. Thực tế là tác của tôi chỉ gặp màu này. Sáng vàng xanh là tôi chưa có gặp bây giờ rồi ạ. Mà nó có tí sở thích trả thấy cái hình nào màu sáng vàng xanh luôn. Chẩn đoán phân biệt cái u hoặc vàng ở trẻ em hoặc là sắc khôn. Ví dụ như cái tổn thương như này thì cũng có thể những cái sắc khôn sớ ấy, thì nó có thể xui lên như tương lai rồi đấy, cần lên. Cả bây giờ trả mấy cái mình cần phân biệt ạ. Còn cái u vàng thì nó màu vàng, thì với trẻ em nó sẽ có cả cái khối u tất cả cái khớp này, cái khớp này, hoặc vùng đầu cực. Đối với trẻ em ấy, cái u vàng của trẻ em ấy, là có loại u vàng thể chủ ấy, thì nó cũng có gơ có nổi cáo này nhưng mà nó màu vàng, nó không hay đâu. Điều trị thì là có thể không cần điều trị, nhưng đa số là nó lành tính, tuy nhiên mà muốn đẹp thì phẫu thuật. Đấy, còn trong khách thì nó có nghĩ là nếu mà tổn thương nhiều quá mà phẫu thuật cũng được thì mình tiêm corticoid, vì nó bản chất của nó là chúng ta khởi sớ lên chỉnh thôi. Đấy, thì là giống như xeo lôi ấy mà, mình tiêm thì nó sẽ đi xeo lôi, đấy, có giống không? Hình dạng nó giống nhau, thì ra kia là u sơ da, thì cái này là xeo lôi. Xeo lôi thì các bạn quá biết quá nhiều rồi, đúng không? Biết quá nhiều rồi thì hỏi, bố chờ rồi. Mà trong này còn khoảng tầm mười mấy xeo lôi là tôi không biết. Tôi sợ cái bài này quá. Này, hôm nay học nhiều biết nhiều cho các bạn biết này. Xeo lôi phải phân biệt với xeo hóa phát, đúng không? Đấy, nó phân biệt như này. Xeo lôi thì cái chân của nó, cái sẹo nó sẽ phát triển chùm lên qua cái chân của sẹo. Còn xeo hóa phát thì nó không phát triển chùm lên, nó sẽ hẳn. Một đặc điểm có bạn nào biết giơ tay thì xem tinh thần xung phong này. Thế nó có 5-6 cái đặc điểm phân biệt cơ. Có bạn nào biết giơ tay thì ai?
các bạn phải phân biệt được xeo lôi và xeo quả phạt, các bạn phải đưa ra phác đồ điều trị đúng nhé. Các bạn không biết phân biệt được xeo lôi và xeo quả phạt thì các bạn không bao giờ điều trị được cả. Đấy, vì là xeo lôi và xeo quả phạt sẽ gặp các bạn rất nhiều, sẽ gặp các bạn rất nhiều mà các bạn lại không phân biệt được thì là các bạn đi vài ngày thì tôi không, các bạn xeo lôi thì các bạn về đọc sách nó cả một bài rất dài. Đấy, người chủ mua báo cáo đi báo đầu cáo lại khoảng 3-4 tuần chứ hết về xeo lôi. Vì sổ lôi nó còn nhiều thứ, mỗi một phương pháp là điều trị nó lại có hiệu quả nó khác nhau hoàn toàn rồi, là phù hợp phương pháp nó nhiều hiệu quả khác nhau hoàn toàn rồi. Thì các bạn cứ mỗi một phương pháp điều trị cái sổ lôi này là ra một quyển luận văn tiến sĩ hoặc là luận văn cao học hoặc là một luận án tiến sĩ được cơ mà. Thì các bạn làm sao mà học được trong một cái slide này, đúng không? Nhưng tôi chỉ muốn nói với các bạn này, các bạn phải phân biệt được cái xẻo lôi và xẻo quả phát. Như xẻo quả phát là đúng cái đặc điểm đầu tiên là cái xẻo khi nào vượt qua bờ của xẻo, có nghĩa là kích thước của xẻo khi nào vượt qua bờ thì đáy của xẻo, cái chân của xẻo, cái kích thước ban đầu của xẻo là cái nó vượt qua bờ. Như xẻo xẻo quả phát thì không bao giờ như thế cả. Thứ hai là màu sắc, màu sắc thì cái này màu sắc của xẻo lôi khi nào đỏ đỏ hơn và ở giai đoạn muộn ấy thì nó sẽ sáng màu tím thẫm. Thứ ba là phát triển, cái quan trọng nhất là phát triển. Cái xẻo lôi ấy thì nó tuấn theo cái xẻo quả phát thì nó tuấn theo cái hình thành xẻo liên thương của cơ thể mình bình thường, có nghĩa là sau hai tháng là bắt đầu ổn định. Đấy, sau 9 tháng là chín xẻo là bắt đầu giảm kích thước, đúng không? Bởi vì quá trình hình thành xẻo các bạn đã học bài liên thương chưa? Thì quá trình hình thành xẻo 6-9 tháng, còn ngày xưa thì sách đi 12 tháng, nhưng bây giờ người ta cập nhật lại khoảng 9 tháng là xẻo nó bắt đầu ổn định và trưởng thành, thì nó bắt đầu đến giai đoạn thoái triển. Thoái triển thì là cái xẻo quả phát nó tự xẻo này, nhân trong ở đây chị em này thì rất nhiều đẻ đại thì biết rồi, đúng không? Sau khi đẻ khi nào thì do cái giá bụng mình nó đang sổ, nó căng, hai là tư thế ngồi thì bà là bông con nên xẻo mổ đá sổ là xẻo quả phát. Đấy, sau đấy một thời gian con cái nó lớn lên rồi mình không phải chịu áp lực nữa, rồi là bụng biển nó cũng thon đi thì bắt đầu xẻo. Thì nhân các bạn thấy xẻo mùa đẻ của các bạn nó xẻo dần đi, nên các bạn có thể đoán đấy là xẻo lôi. Tôi nói thẳng là các bạn đến 100 bạn đi học bác sĩ đấy thì khoảng tầm 90 giáo bác sĩ là đã chẩn đoán cái đấy là xẻo lôi, nhưng các bạn không biết đấy là xẻo quả phát. Vì tại sao nó phát triển lôi như thế? Vì do sức căng bên mặt nó quá lớn. Các bạn cảm cái bụng nó sổ như thế, nó đè lên cái xẻo. Cái thứ hai là các bạn chăm con ở giai đoạn vừa mới mổ xong, ngồi nằm đủ thể loại rất vất vả. Và nhưng thật tôi chị em phụ nữ vất vả thật, tôi chăm 3 ngày tôi không chịu được. Thế mà tôi nằm trong viện với vừa 3 ngày xong rồi tôi xin về luôn, tôi bảo chịu, gọi mẹ gọi em sáng đi gọi thì không chịu nữa. Nhưng mà nói chị em đấy, 3 tháng, ít nhất là 3 tháng trời là suốt ngày bị con không làm được gì điểm gì khác cả. Thì các bạn tưởng tượng một cái bụng nó đè lên, cả đứa con nó đè lên như thế. Thì cái sức căng bề mặt các bạn phải biết là cái tại sao lại có cái xẻo vì mà lôi lên hoặc là quả phát là sao? Do cái sự đáp ứng tăng sinh quả mất của collagen. Bản chất của nó là khi mà bị thương thì cơ thể mình nó sẽ trong quá trình liên thương nó sẽ tăng cái thứ nhất là hình thành tân mạch này, thứ hai là đáp ứng lại quá trình viêm, thứ ba là tăng sinh elastin và collagen này để bù vào cái tổn thương đấy. Và trong một quá trình sơ sót nào đấy, ví dụ như có thể do gen hay là gì đấy, hoặc là do áp lực, do là sức căng bề mặt, do áp lực, do nhiễm khuẩn hoặc là do thiếu máu, do thiếu mạch máu nuôi dưỡng, thì cái tăng sinh collagen này nó sẽ bị đáp ứng quá mức. Nó sẽ bị đảo ngược quả mức, và khi bị đảo ngược quả mức rồi ấy, thì nó sẽ tăng sinh liên tục, thì cả cái xẻo mùa đẻ của các bạn thế thôi, hoặc là những vùng căng ở trên cơ thể của mình, các vùng căng như là vai, bụng, ngực, đấy, hoặc là mu, sau khi có chấn thương nó cũng sẽ bị sức căng như thế, hoặc là vùng hàm này có sức căng như thế, mà cộng với nhiễm khuẩn, các bạn thấy rất nhiều bệnh nhân bị ngã xe, sau xẻo nó lôi lên một thời gian nó lại xẹp đi. Đấy không phải là xẻo lôi, đấy là xẻo quả phát mà do khi nó bị trượt ấy. Các bạn phải biết cái diện tích của tổn thương càng rộng thì sức căng bề mặt càng lớn. Cái thứ hai, khi bị trượt như thế thì là nhiễm khuẩn. Đấy, những yếu tố các bạn học cái bài liên thương cực kỳ hay. Nếu các bạn nắm rõ được cái bài liên thương thì các bạn giải thích được hết tất cả các loại liên thương trên thế giới này luôn.
đấy, các bạn có thể giải thích được và các bạn ứng dụng được trong cái việc điều trị cho bệnh nhân. Nhưng mà bài đấy là bài cơ bản, các bạn nào học cả tôi hỏi ai biết. Thì khi mà tăng đáp ứng collagen thì từ ngày thứ tư là bắt đầu có tăng sinh collagen và ấy rồi, và từ ngày thứ 14 đến ngày 20 là bắt đầu tăng sinh nhiều dần, và cái quá trình nó đáp ứng đến 2 tháng và 2 tháng đến 3 tháng là nó tăng sinh nhiều đấy, và đến sau 6 tháng thì nó bắt đầu mới không đáp ứng nữa, và sau 9 tháng thì nó ổn định. Thì nếu một cái sẹo lồi bình thường, một quá trình liên thương là nó như thế, thì nếu một cái sẹo quá phản bình thường thì nó sẽ theo quy luật như thế, nó sẽ đỏ vì tăng sinh mạch máu mà, xong rồi nó gơ cao lên, xong rồi sau 6 tháng nó bắt đầu dần ổn định, xong rồi là 9 tháng nó bắt đầu xẹp đi, sau 1 đến 2 năm là nó xẹp đi. Đây là một quy luật của cái sẹo lồi. Đối với một cái sẹo bình thường như thế thì các bạn, cái sẹo quả phạt thì các bạn cũng cần phải điều trị không? Một là không cần điều trị, nếu điều trị thì mình sẽ điều trị bằng phương pháp nội khoa bình thường thôi, không cần phải tiêm có cái huyết là gì cả cho nó lõm ấy. Các bạn chỉ cần dùng, thứ nhất là bôi dưỡng ẩm để quá trình hình thành sẹo nó sinh lý. Cái thứ hai là các bạn chỉ cần bằng áp lực thôi, để hỗ trợ làm giảm áp lực cho vết thương thôi. Đấy, thì là cái sẹo nó tự khắc nó ổn định. Đấy, không cần phải mổ, không cần phải tiêm corticoid. Đấy. Nhưng đối với sẹo lồi thì khác. Nó là một cái sự đáp ứng quá mức và không có hồi kết. Có nghĩa là sao? Đã là sẹo lồi thì không bao giờ nó dừng lại. Nó cứ phát triển. Thông thường đối với một cái sẹo lồi nào mà ổn định được thì nó phải mất 2 năm. Ổn định đến nào? Là nó bớt to lên nhanh chứ không phải là nó dừng. Mà nó ổn định ra là đến lúc đấy là kiểu nó đã cũng chậm lại rồi, là nó vào giai đoạn là mình có thể nói là ổn định, thì lúc đấy mới phẫu thuật được. Lúc cơ thể mình đang phát tín hiệu cấp cứu mà cứ phí vào đấy mà phẫu thuật là chết, các bạn hiểu không? Đấy, lúc đấy các bạn sẽ đưa đi bằng phương pháp nội khoa thôi nhá, cả bộ chỉ là phương pháp nội khoa thôi. Đấy, thì đấy là tôi đang lái mang một tí con đấy, thường là do sau cái một cái sáng thương thì như các bạn nhiều bệnh nhân đến kể tôi hiểu sao thì nghe em là bị cái cả được. À, bị sẹo lồi ngực thực ra không phải tự nhiên nhé, nó phải sau một cái sáng thương và đá sổ vùng lưng ấy là do bị trứng cá, hoặc là tôi không rút nhưng đá sổ là trứng cá nhé, nên đừng có bảo là tự nhiên xuất hiện sẹo lồi, đâu có đâu, không có gì tự nhiên cả, phải sau một cái sáng thương cơ thể mình mới đáp ứng lại cái sáng thương đấy, nó mới chính là cái sẹo lồi, nó khổ cái lúc nào cũng quá mức đấy. Hiểu chưa? Hiểu bản chất chưa? Thế đừng ai sau này đi học cho nên để khi đi thí mà gặp tôi bảo là tự nhiên bệnh nhân xuất hiện sẹo lồi nhé. Đấy, không có gì tự nhiên cả. Đấy, thì đáp ứng khoác là sau phẫu thuật. Đa số đối cái nhìn cái mình gặp là sau phẫu thuật, hoặc đôi khi cái kẻ tuyệt bã. Có những người sinh ra cái kẻ tuyệt bã chẳng hạn thì nó vỡ mủ ra. Đúng cho nên cơ địa sẽ lồi nữa là bị lồi kinh khủng lắm. Đấy, thì cơ chế bệnh sinh thì đến bây giờ người ta nói như là không biết rõ được cơ chế bệnh sinh về sẹo lồi. Và người ta liên quan đến yếu tố chủng tộc, mà người ta bảo liên quan đến yếu tố gen và rối loạn thì quá trình đáp ứng miễn dịch, đáp ứng của quá trình viêm. Còn bây giờ không biết chính xác nó là nguyên nhân gì. Đấy. À, lứa tuổi cái này thì cũng có liên quan. Vị trí thì tôi nói trước về vị trí đi về vị trí thì nó sẽ bị đa số bị những vùng cằm của cơ thể, đúng không? Một là góc hàm, các bạn chỉnh thấy chỉnh cả vùng góc hàm này rất nhiều. Hai là lưng, vai, vùng mu. Đấy, nên chị em mùa hè mà đúng thì người có cơ địa sẹo lồi thì cũng kinh khủng. Đấy, hoặc là vùng căng của cơ thể như là các cái đùi hoặc là mặt trời trên chày cũng bị, nhưng mà đa số tập trung ở vùng thế này là nhiều. Cái thứ hai là màu sắc, như tôi nói rồi ban đầu là màu. Đây là một cái sẹo lồi mà ở giai đoạn sớm nó sẽ đỏ này, sau này nó tím này, sau này nó vàng, nó ổn định màu sắc giống như màu da này. Mình này lúc đấy là cái mặt nó tăng sinh nó bắt đầu nó bớt đi rồi. Thế tại sao mà giai đoạn đỏ này mình điều trị bằng laser màu nó có hiệu quả, nó hỗ trợ vì điều trị sẹo lồi là vì thế. Lúc đấy là lúc tăng sinh mạch. Mình phải hạn chế cái sự tăng sinh mạch bằng điều trị laser màu, đúng không? Đấy. Còn chụp lúc mà chẹo nó tím đen thế này rồi, mạch không có, nó là một cái khối sơ đen sushi đấy. Các bạn cũng bắn chi vào đấy cũng ăn thua gì đâu, không có laser màu nào có tác dụng. Nên các bạn phải biết ở từng giai đoạn nó như thế. Đấy, các bạn giai đoạn muộn sau 2 năm, các bạn nó mà tím thẫm này, các bạn nên hy vọng gửi đến khoa laser, bắn laser màu hay là
để cho nó đi tắc mạch để là như hàm thì khi phát triển của sao lôi không có đâu, lúc đấy mạch nó giảm rồi nhé. Giai đoạn đỏ này thì ok này, giai đoạn đỏ này ok nhé. Đấy, còn lứa tuổi thì tôi để ý là lứa tuổi trẻ khi đáp ứng nó kinh khủng luôn. Đấy, kể cả sẹo quả phát hay là sẹo lôi như thế thôi, có nghĩa là tôi nhờ đủ chú ý tìm xem có sự khác nhau giữa collagen ở tuổi trẻ với tuổi già, mà tuổi tỷ một tuổi tỷ ba đi, cái sẹo lôi này nó liên quan nhiều đến hai tỷ đấy. Tuy nhiên là trước là chúng nó tìm được cái đề tài, cái bài báo mà giống như tôi đưa ra cả, thì tôi nghĩ có nghĩa là người ta nhận thấy thôi, nhưng người ta không thể thích được là tại sao mà trẻ thì gặp nhiều lắm. Hầu hết con trẻ con mà mổ thì sẹo lôi với sẹo quả phát gặp cực kỳ nhiều luôn, ở trung tâm tàu hình nào cũng thế, chứ đừng nói là mỗi ở viện này. Đấy, và vì thế nên là nó hay gặp nhiều ở lứa tuổi 10-30 tuổi, còn da ấy là tỷ lệ sẹo lôi gặp rất ít hơn nhiều. Chẳng quá là người ta bị từ trẻ, người ta không điều trị thôi, chứ còn bị sáng thương ở thời điểm đấy. Sau 30 tuổi nhất là còn tầm 50-60 tuổi mà sau bị tổn thương, ít khi bị sẹo lôi lắm. Thì tôi mới nghĩ ra là có khả năng nó liên quan đến cái sự thay đổi về thành phần của collagen trong cơ thể của mình. Ở trong da là nó thay đổi về cái tip hay không? Nó thay đổi về cái tip không, nhưng mà chưa ai tin được cái vấn đề này cả, nên chưa trả lời là bạn được. Nhưng mà người ta nhận thấy là trẻ thì sẽ bị cái nguy cơ bị sẹo lôi khi bị sáng thương nó nhiều hơn so với da, ngoài cái việc điều trị nhé. Và cái này thì đúng rồi, không cơ năng thì nó ngứa và đau hơn rất nhiều so với cái sẹo quả phát. Sẹo quả phát thì đến giai đoạn ổn định là không ngứa không đau nữa, giai đoạn đau thì nó có thể hơi ngứa khi mà hình thành sẹo, cái sẹo gì cũng ngứa cả, và nó nhưng mà sẹo quả phát nó không đau, nhưng sẹo lôi nó sẽ đau. Và không, cái này thì không phát triển theo thời gian mà biến chứng đi đấy. Một cái tổn thương khối sẹo như này để lâu thì thôi ngứa đau gãi nhiều loét ra đợt ung thư hóa có gặp rồi nhá. Còn điều trị thì nói đến điều trị thì tôi nói tới giờ sáng mai điều trị sẹo lôi nên nó quá nhiều phương pháp. Tuy nhiên các bạn biết phớt choi là có cái quý tiêm đấy. Cái thứ hai nhưng lại tôi chỉ nói từ mà thứ tư nhá. Cái thứ hai là điều trị bằng áp lực ấy, là cái đã được chứng minh là có hiệu quả rồi. Còn phẫu thuật thì bất đắc dĩ mới phải phẫu thuật, và phẫu thuật chỉ có hiệu quả đến sẹo lôi ở da là chính. Còn đối với sẹo lôi này tỷ lệ phẫu thuật tái phát 99.69%, đối với các bạn luôn đấy. Nên bây giờ người ta hoặc là ảm đi tơ lạnh, các bạn thấy khoa laser thì còn ảm đi tơ lạnh nữa, thì theo kinh nghiệm bản thân tôi, ảm đi tơ lạnh chỉ sử dụng đối với những cái sẹo nó bé như đầu ngón tay này để lại thôi. Đối với những sẹo to thì sau cái sẹo thôi nó bị tái phát rất nhanh. Cái thứ hai là nó tổn thương lan rộng ra. Tôi có một thời gian khoảng tầm 3 năm làm về ảm đi tơ lạnh, cái lúc mà khóa đang bán năm một khóa. Còn về phẫu thuật thì nó loét này, ung thư hóa này, hoặc là các bạn sau khi mà sẹo lôi này phát triển đấy này, thì nó sẽ vùi tất cả các cái năng lông ở phía dưới, nó bị cả cái kẽm tiền bã nên là nó bị mù, thế là bị chảy mủ hôi thối lết ra, thì bạn đều phải phẫu thuật. Còn lại thì nếu mà đã xác định phẫu thuật thì phải làm sao giảm được sức căng. Ví dụ tôi nói là sức căng bề mặt là cái quyết định, thì làm sao cái đấy thì liên quan đến tạo hình, không nghĩa sao các bạn phải huy động người da xung quanh để làm sao giảm được sức căng. Thứ ba là bây giờ người ta luôn luôn nói là điều trị đa phương pháp, đối với sâu lôi không có một phương pháp cố định. Ví dụ như tiêm thì các bạn phớt choi là có tiêm ít, nhưng ngoài ra còn có tiêm 5FU, tiêm bleomycin ở đấy là dùng cả rồi nhá. Nhưng mà điều mà điều trị đơn độc không còn hiệu quả mấy. Đấy. Thì bây giờ tại sao mình sẽ điều trị bằng đa phương pháp? Thứ ba phương pháp là gì? Có nghĩa là đối với những cái sẹo nhỏ này mình có thể tiêm, mình có thể bằng áp lực. Nha. Đấy, bằng áp lực, cái bằng áp lực là một cái quan trọng mà nhiều khi các bạn bỏ quên đi. Liệu pháp silicone. Đấy, thì thông thường tôi sẽ điều trị ba phương pháp với một bệnh nhân. Thứ nhất tôi tiêm corticoid, sau này tôi giảm bằng gì, bằng silicone lên. Đấy, sau này tôi bằng ép lại bằng bằng áp lực thì tùy vào cơ vị cơ thể mình. Ví dụ như tôi đi hội nghị ở nước ngoài, người ta sản xuất cả nguyên một cái áo bằng silicone, mặc hàng ngày, mặc 24 giờ thì 24 giờ luôn, hiệu quả cực kỳ luôn. Nhưng mà ở Việt Nam thì không ai làm được việc đấy cả. Có nghĩa là người ta sản xuất từng bộ phận trong cơ thể của mình, mà đã có một bệnh nhân bị bỏng toàn thân và bị sẹo lôi toàn thân luôn, mà người ta sử dụng cái băng áp lực đấy trong 3 năm liên tiếp mà nó sẹo gần như hoàn toàn. Có nghĩa là kỳ diệu,
và nhưng mà khổ ở Việt Nam mình lại không có những cái thứ đấy. Bây giờ tôi sai thì nhân tôi phẫu thuật ở tay, sau này tôi sẽ tiêm này, sau này tôi dán một cái băng dính silicone, sau này tôi lấy cái băng chún của mình ấy, tôi quấn lên vào lâu lâu bệnh nhân này mở ra, bệnh nhân này rửa thay băng, thay cái băng silicone sau này quấn lại, hoặc là cao cấp hơn thì đi ra chỗ phố đi bán đồ thể thao này, mua mấy cái băng chún của các bạn bè cầu lông vân vân này, băng lại đeo lên. Đấy, kiểu thế gọi là mình tự chế ra, hoặc ở các bàn tay thì tự, mà nhưng mà chủ yếu là vẫn lấy cái băng chúng đấy, mình cắt ra từng phần để mình băng chúng lại. Nhưng ví dụ như ham hay rất khó, ham thì nó có một cái bộ đeo của ham, cái bộ mà băng chúng để sau hút mỡ, mình tận dụng cái đấy. Thì mình không có bộ riêng, hoặc là ở ngực thì mình sử dụng cái đai ngực của bệnh nhân sau phẫu thuật ngực, hoặc là ở bụng thì mình dùng cái gen bụng của bệnh nhân sau hút mỡ bụng. Hỏi là mình toàn dùng cả cái của cái bộ môn khác, chứ không phải là của bộ môn nhà mình. Đấy, nhưng mà đúng ra nhé, nếu ở Singapore hoặc ở Đài Loan là nó có cơ sở để sản xuất riêng một cái bộ về silicone như thế luôn. Đấy, nhưng không biết cách nào thì đi nghỉ nghe thì thôi, hỏi họ cũng nói là nhập được ở đâu. Rất hay, áp lực rất hay nha. Và mình ít nhất là phải phối hợp bán phương pháp như thế. Đấy, sau đấy thì đối với những khối u mà mình cần phải phẫu thuật thì mình sẽ phẫu thuật. Thôi. Hoặc ví dụ như trứng cá, các bạn đi tiêm corticoid này, không tiêm corticoid đúng không? Trứng cá các bạn treo lôi cho trứng cá các bạn này đi tiêm corticoid theo bằng hòa, các bạn sẽ tiêm những cái khác, nắp FU hoặc là bleomycin đều được hết, nhưng các bạn sẽ dùng tất cả các phương pháp còn lại để phối hợp nha. Mà quá thì cái SADA giống như đang giảm ba treo lôi ấy. Thế đây là cái gì? Sắp hết rồi, cố lên, tôi mệt rồi. Thế đây là cái gì? Nói to lên nè. Bớt chiều ba, bớt chiều ba đúng không? Một, bớt chiều ba. U báo, ai nào u báo? Ai nào u báo dưới đây? U máu. Cô này học nhiều. Đấy, cô này học nhiều có khác các bạn. Hôm nay bạn, các bạn biết bớt chiều ba như các bạn biết là bớt chiều ba. Nhưng các bạn phải biết bớt chiều ba nó là u mạch máu. U máu hay là dị dạng mạch máu, các bạn không biết, hầu như là không biết, nhưng thực tế là hai cái đấy là khác nhau nhé. Cái này không phải là u, cái này là bất thường mạch máu, nó là dị dạng máu mạch. Đấy, trong bất thường mạch máu thì có bất thường động mạch này, bất thường tĩnh mạch này, bất thường bạch mạch này, và bất thường máu mạch, hoặc là hỗn hợp. Và đấy là bất thường về máu mạch, nó là dị dạng mạch máu mạch, và nó một cái bệnh mà mình hay gọi đấy là bệnh bất chuyển hóa, đúng không? Đấy. Để phân biệt ra, hôm nay tôi nói lên thao để tôi phân biệt với là các bạn hôm nay là học u mạch máu thật sự, đấy mới gọi là u, đây là u máu nhé. Nghĩa là đừng như cái này cũng gọi là u máu đấy, là sáu ngày học xong bài này mà cái này vào cái này mà vẫn là u máu là chết nhé. Đấy, tôi mình không có thời gian, thực ra là cái thầy ấy, bạn nào gọi cho tôi gấp quá tôi cũng không thể chưa tìm được cả cái hình ảnh của dị dạng động mạch và dị dạng tĩnh mạch. Thực ra là các bạn đều thể gọi là u máu tất. Và kể cả bác sĩ ở bệnh viện Anh thức thầy thấy màu đỏ ra chẩn đoán là u máu tất. Nhưng mà không phải nha, u máu nó phải là tăng sinh tế bào nội mô thành mạch. Chứ còn cái này là do hệ thống mạch máu nó bị bất thường, nó là tập hợp của rất nhiều cái mao mạch nhỏ. Các bạn hình dung ra không? Còn tế bào nội mô nó bình thường. À, thế vì thế nên nó là bất thường mạch máu thôi, nó không phải là gì cả. Còn đây là u máu, đây là mình là u máu thật sự. Thì nó khác vì sao? Một cái dị dạng mạch máu các bạn không điều trị nó không bao giờ mất đi cả. Còn đây là một cái u máu của trẻ em ấy, thì nó sẽ tiến triển qua bao giai đoạn. Đầu tiên nó sẽ là cái khối đỏ như này, các bạn cũng nhìn thấy không? Cũng nhìn giống giống nhỉ? Thì sao giống giống? Đây chỗ này cũng giống giống ấy. Thực ra cái hình này từ lúc nhỏ nó giống y xì cái hình bên kia, nhưng mà đây là giai đoạn phát triển thôi nhé. Nhưng mà đây cũng thế, gần giống đúng không? Đây là u mạch máu các bạn nhé, u mạch máu thì ban đầu nó cũng là những cái giáp phẳng thôi, sau đấy nó mới bắt đầu gơ lên, mới đẻ ra nó cũng là giáp đỏ phẳng như này, giống như bên này. Nói nhiều quá ngày nay nó cũng thành chặn đây, đấy bắt đầu loạn đây, ban đầu nó cũng là giáp đỏ phẳng như này, đấy, sau đấy nó gơ lên như này, gơ lên tạo thành khối u. Đấy, nó tùy vào cái độ sâu, nếu mà cái khối u nó nằm đông
thì nó sẽ gơi nhiều, hú nó nằm sâu thì nó sẽ gơi ít, nhưng mình sơ nó mình sẽ thấy thấm nhiễm ở phía sâu. Đấy, nó tùy vào cái độ sâu mà nó sẽ có cái mức độ gơi nhiều hay gơi ít. Đấy, và lâm sàng của u máu nó sẽ có ba đặc điểm, tất nhiên là màu đỏ hoặc là màu dấu hoặc là màu màu tím thẫm, thì nó tùy vào cái giai đoạn của cái tổn thương. Đấy, tuy nhiên nó có ba cái giai đoạn mà các bạn phải nắm. Thứ nhất là giai đoạn phát triển. Giai đoạn phát triển là sao? Sau khi mà sinh ra thì cái u này nó sẽ xuất hiện sau khi sinh, sau khi sinh 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần hoặc là sau khi sinh đã có. Tuy nhiên là cái trường hợp mà xuất hiện ngay sau khi sinh mà u đã rõ rồi hết thì nó là một thể khác của cái này, của cái tôi đã nói này. Cái này là infective hay mang nhiều ba. Này còn có một thể nữa là thể bẩm sinh, có nghĩa là nó hoàn toàn cái quá trình phát triển này trong bào thai luôn, nó sinh ra là nó đã hoàn thiện rồi. Thì tôi không nói cái thể này nó khó, mà cái thể này là thể chủ yếu các bạn sẽ gặp ở đây lâm sàng, là sau khi sinh khoảng 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần là nó bắt đầu xuất hiện. Thì bắt đầu nó phẳng xong, bắt đầu nó đến giai đoạn nó phát triển. Thì giai đoạn nó phát triển của nó thì nó thông thường từ bắt đầu khi sinh ra đến giai đoạn khoảng tầm 1 năm tuổi hoặc là 6 tháng tuổi, nên thông thường là 1 năm là nó phát triển. Phát triển như nào? Nó khối u nó sẽ dày lên, tăng cái mặt kích thước và độ dày nhá, tăng cái mặt kích thước và độ dày. Đấy thì sau đấy thì giai đoạn ổn định, giai đoạn ổn định là như nào? Là nó từ 1 đến 2 tuổi thì nó sẽ ổn định lên, thằng nó không phát triển nữa, nó không tăng kích thước này, bắt đầu nó ở giai đoạn nó không phát triển cái mặt kích thước và độ dày nữa. Đấy, và giai đoạn thoái lui là thông thường từ 1 năm đến 2 năm trở về sau là nào? Là khối u càng ngày nó càng xẹp đi. Và các bạn phải biết là 90% là tất cả các u mạch máu này là sau 9 tuổi là thoái lui hoàn toàn. 90% là thoái lui hoàn toàn. Đấy, nó nhiều như thế nên tại vì thế nên là cái điều trị cái này là thế nào, ngày xưa người ta bảo là wait and see, có nghĩa là chỉ theo dõi không phải điều trị gì hết. Người ta sẽ điều trị khi nào? Người ta sẽ điều trị khi những cái khối u này nó nằm ở quanh cả cái hốc tự nhiên, ví dụ như mắt này, mũi này, miệng này, nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của trẻ. Ví dụ nó che mắt rồi thì làm sao mà trẻ bị rối loạn thị lực, mũi thì không thở được, mồm thì không ăn được, đúng không? Thì bắt buộc người ta sẽ điều trị. Còn điều trị bằng như nào? Thì bây giờ người ta điều trị nội khoa, có thể điều trị corticoid hoặc clopidogrel. Đấy. Hoặc bây giờ hoặc trong trường hợp mà khối u này loét thì người ta cũng điều trị giống như cái bệnh nhân này, một vừa rồi bị loét to quá. Thì là vẫn phải điều trị. Đấy, thì ngoài cái việc chăm sóc vết loét thì mình điều trị nội khoa. Còn lại nếu mà những cái tổn thương mà nó ví dụ như ở đây không phải điều trị, những cái vị trí này không cần phải điều trị làm gì cả. Đấy, cứ để nó tự thoái lui. Và sau 2 năm là nó đã thoái lui rồi. Đấy. Và thường thường người ta tính ra thì thấy 8 đến 9 tuổi là thoái lui đến 90% các trường hợp. Nha. Dễ chưa? Có 3 giai đoạn phát triển, giai đoạn ổn định và giai đoạn thoái lui. Ok chưa? Giai đoạn phát triển thì nó thăng tư trong 6 đến tháng 1 năm, ổn định thì từ 1 đến 2 năm và thoái lui là từ sau 1 đến 2 năm. Đấy, nó xem trẻ nó tùy, đấy là tính trung bình của tất cả các trẻ thôi. Nha. Đấy thì cái này rõ ràng mình phải phân biệt với các cái dị dạng mạch thôi, đúng không? Đấy. Đây còn cái này, bây giờ thì nó nhanh hơn nhỉ. Cái này là bình thường các bạn sẽ chẩn đoán là gì? Chẩn đoán là gì? Hả? Ai nói to lên, ai biết nói to tôi nghe thế này. Nó sẽ sốn, đúng không? Nó là cái gì nhỉ? Phải biết không? Cái này là cherry hay măng hiêu, nó là cái u mạch máu endow. Đấy, rất hay gặp, nên chỉ rất nhiều chị em rất thích giữ cái này là vì sao? Hay có nó sẽ sốn này phải giữ cho em, sau thì thoải ái cũng có đi ra ngoài sắm mình đỏ như này, không hiểu làm sao. Đấy. Nhưng mà bản chất của nó là u mạch máu nha, nó là vẫn là sự tăng sinh của mạch máu. Đấy, và đối với đấy các bạn thấy cái này thì cũng giống như tôi lại thấy nó giống như cái u nhú ấy. Mặc dù trong tập trong nguyên nhân của nó thì không có nguyên nhân virus, nhưng mà tôi gặp thứ nhất là bệnh nhân sắp có bầu này, sau sinh này, tại là người lớn tuổi thì gặp rất nhiều. Một là có bầu, hai là sau sinh, ba là hai là người lớn tuổi nhé, là gặp rất nhiều giống như u nhú luôn. Đấy, gặp rất nhiều cái tổn thương này, các bạn thấy đã gặp những bệnh nhân có nhiều cái nốt đỏ trên người này chưa? Chắc các bạn thấy gặp rất nhiều thôi. Thực ra là nó có tên gọi, ngày xưa như các bạn không biết tên gọi gì thì bây giờ có tên gọi, nó là u mạch máu anh đào hay cherry hay bằng nhiều. Đấy, là nó trường hợp tương đối là phổ biến. Đấy, các bạn như
không, nhưng mà chở người ái đảng còn cái tối có mấy cái đấy. Thật mà từ mình có tuổi như mình là đã bị rồi. Nó tôi thấy cái hiện tượng nó bị ấy, nó giống giống với cái u nhú của mình đấy. Mặc dù là đọc thì không thể có nguyên nhân virus đấy. Còn màu thì màu sắc đỏ tươi như này, như quả anh đào hoặc là đỏ tím. Trong trường hợp tắc mạch thì nó màu đen thôi, còn lại là đỏ tươi hay đỏ tím như này đấy. Đôi trường hợp thì nó phải có buồn như này đấy. Còn điều trị thì nó chả có gì cả, một là mình lấy chưa rút đỏ đi, thứ hai đối với những trường hợp có buồn hoặc có mình có thể phẫu thuật. U hạt nhiễm khuẩn mình nói rồi đúng không? Nó cũng là u mạch máu, với bản chất nó u mạch máu vì nó tăng sinh cái tế bào nội bộ thành mạch, và vì thế nên là thường nó sẽ mình sẽ gặp sau, nếu mà u hạt nhiễm khuẩn mình sẽ gặp sau cái trường hợp mà chấn thương này đúng không, hoặc là nhiễm khuẩn ở những vùng bị va chạm thì chấn thương nhiễm khuẩn. Đấy, đôi khi những cái chấn thương này, đôi khi những cái vi chấn thương thôi mà mình không để nhưng mà để khi sau nó sẽ hình thành. Ba là cả bạn hay gặp trong những cái u hạt ở trong cái mỏng trong thịt ấy. À, đúng không? Thực ra nó là cũng là u hạt nhiễm khuẩn đấy. Thì tổn thương nó là cả cái dạng sẩn nhỏ màu đỏ hoặc là xanh đen. Thực ra xanh đen là nó tắc mạch nhé. Còn cái kích thước thì nó có thể to nhỏ khác nhau. Tổn thương đặc điểm của cái này nó khác với cả cái khác là nó dễ chảy máu. Động cái là nó chảy máu, cái gãi nó chảy máu lên. Bệnh nhân đến viện là do đến giai đoạn nó phát triển to quá là chảy máu, nên là không cầm, nên là bệnh nhân phải hình. Lúc đấy là to tướng đấy rồi. Thì là bệnh nhân này thì đây, cái tính chất của nó là cả bàn ấy, một là khối u màu đỏ này ở cả cái đầu chi này hoặc là ở cả cái vùng trên cơ thể của mình, sau này sáng thương hoặc là nhiễm khuẩn nó phát triển. A bên có một đặc điểm nó phát triển rất nhanh đấy, nó khác với cả cái u cả cái u máu còn lại thì như cherry chẳng hạn là nó phát triển chậm từ từ, cái này thì phát triển rất nhanh và nó chảy máu chẳng bảo vệ đấy. Mình đông vào là nó chảy máu, gãi cái này chảy máu thì mình chẳng nói là u hạt nhiễm khuẩn. Cái điều trị cái này thì thế thôi, một là đốt hai là cắt. Tuy nhiên cái này thì có thể điều trị nội khoa được. Chúng tôi đang thử nghiệm điều trị nội khoa bằng cách là tiêm corticoid vào đấy và cho uống corticoid, thì bản chất của nó là sự tăng sinh mà chúng mình thử cái đấy khi nó có lại thì mình phẫu thuật nó cũng tốt hơn đấy. Còn nếu trong trường mà nó không phải luôn trong cái rồi, nhưng mà tuy nhiên này, có cái dễ của tôi ý tưởng thì có, nhưng mà để khi làm khi thực hiện thì dễ hơi đó. Là sau khi cho bệnh nhân thuốc tiệt hết rồi thì không, bệnh nhân không thèm quay lại nữa, là không biết có khỏi không hay là để mình chỗ khác phẫu thuật đấy. Không có số điện thoại nữa, nghĩa là cứ dặn bệnh nhân là 2 tuần 3 tuần để đến khám lại, cuối cùng là không bệnh nhân nào quay lại cả. Tôi chỉ hy vọng là nó có đáp ứng đấy. Cái này thì phân biệt về u máu anh đào này hoặc là cái ung thư, các loại ung thư này. Đôi khi nó xui nó loét lên thì mình sợ, nhưng thực ra chả có ung thư nào cấp tính được như cái này chỉ có 5 ngày 7 ngày 10 ngày là nó to như này rồi. Không có ung thư nào ngay gì cả, kể cả melanoma nha. Đấy là cái gì? Đúng rồi, u sơ thần kinh nha. Đấy, thực ra u sơ thần kinh này đặc điểm rất dễ lắm. Cái mình sơ ở đây này, một là nó không bỏ cuộc, nhưng mà cái này nó sơ rất là mềm, ẩn thì nó lõm xuống. À, cái u sơ thần kinh nó rất hay, rất mềm, nó không giống như cái u sơ da lúc nãy là rất cứng. Đấy, giống như xeo đôi thì cái này thì rất mềm, ẩn thì nó lõm xuống. Đấy, nên là rất dễ phân biệt. Đấy. Nó thì là bệnh nó trong bệnh da di truyền, và bệnh da di truyền mà đôi khi nó là cả một cái hội chứng, cả một hội chứng liên quan đến cả hệ thống thần kinh nữa. Đấy, thì là nó có 6 thể đó, và những cái tổn thương đơn độc thông thường là mình gặp gặp nhiều. Thì còn những cái tổn thương như kiểu cả bệnh lý hệ thống như cái kinh áo sen này thì mình gặp hơn, nhưng mà có, nhưng mà ở đây thì một năm các người gặp mấy bệnh nhân như thế này. Nhưng cái này là do xuất phát từ cả cái sự thần kinh ngoại biên đặc biệt. Đấy, u thì thường khối u này thì lôi lên trên mặt da mềm đúng không, ẩn thì lõm xuống, có thể có khối hoặc không đúng không. Điều trị thì ngoài ra thì có các biểu hiện như tôi nói lúc nãy, còn cái lại cà phê sữa thì có thể kèm theo một số người tổn thương u sơ thần kinh này. Thì điều trị nó thì chẳng có gì cả, nếu mà bệnh nhân không còn nhu cầu với thuốc. Còn nếu mà to thành nó to lên thì nó gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc là ảnh hưởng sinh hoạt, thì cả cái khối u nó to, nó chen ép hoặc là nó mang cho mình năm bí ti thì khó chịu thì phải phẫu thuật. Hôm nay cái đầu tay cũng cần phải chịu luôn, quá nhiều. Đây là cái gì? Nếu mà các bạn nhìn một cái khối u này kể là tốt, nhưng mà các bạn khi mà nhìn một khối u này thì mình sẽ phải trong đầu mình phải suy nghĩ nó cái gì, là cái đây là cái gì, đúng không?
thì với một cái tổn thương như này thì các bạn sẽ đưa ra giải toán như nào? Một khối u có vẻ dễ dàng, chứ không phải nằm ở cái lớp bì đúng không? Đấy là một khối u ở trung hạ bì hoặc trung bì rồi. Thứ hai là nó nằm sâu, nhưng nằm sâu thì có thể có những cái gì? Thứ nhất là kén trung bì. Thứ hai là có thể là u mỡ. Thứ ba là u sơ mỡ. Thì nó mới nằm sâu như này, đúng không? Đây, nếu mà nó nằm ở khớp nữa thì các bạn phải đưa ra một chẩn đoán nữa là